Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ chơi 8 trò. Đầu tiên là trò Time Master. Mọi người ơi, chia sẻ cho mình thật nhiều nhé, để mình có động lực phát triển kênh với mọi người. Một like, một chia sẻ của mấy bạn là một cái niềm động lực to lớn. Cảm ơn mấy bạn nhiều lắm. Thank you.
Thank you.